Thân ái xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với chương trình giới thiệu sản phẩm của Quý Nguyễn Sài Gòn Audio. Hôm nay mình giới thiệu với các anh em chúng ta một bộ đôi khá là ăn ý này, khá là hợp với nhau. Nếu như các anh em nào chơi đàn ông thì với những đôi loa BMW như thế này hoặc là chơi loa BMW thì những chọn những âm ly đàn ông này là rất hợp nha. Hôm nay mình giới thiệu với các anh em một chiếc âm ly đàn ông, model của nó là 2000, 4 la mã. Con này thì khá nổi tiếng rồi. Con này nó sản xuất khoảng thập niên năm 2000. Và dòng đàn ông thì con này rất là phổ thông, được chơi rất nhiều, được chơi rất nhiều trong cái giới audio, để chơi cho những cái loa BMW hay là JBL hay là những cái dòng loa Mỹ và loa Anh đó, rất nhiều nha. Tất nhiên là nhờ những cái âm ly này thì chơi những cái loa cổ thì không hợp, như chẳng hạn như clip kia thì không hợp rồi. Thí dụ vậy nha. Vâng. Chiếc âm ly các bạn đang nhìn thấy trước trước màn hình nè, thì chiếc âm ly đàn ông khá là mới, khá là đẹp luôn, khá là đẹp, không không một vết chày nào đấy, rất đẹp. Và mình mở sẵn ốc vít ra rồi, bây giờ để các bạn chờ mình lấy luôn cái nắp ra, để giới thiệu với các bạn nha. Lấy luôn cái nắp ra để mình coi luôn phía bên trong cho nó tường tận nha. Vâng, đây rồi mình lấy cái nắp ra. Nửa cái nắp không là vào các bạn thấy nó cái độ mới của cái nắp rồi nè. Đây. Cái nắp khá là mới ha. Cái nắp không đã mới rồi. Và bây giờ chúng ta cùng xem phía bên trong chiếc âm ly. Đây các bạn. Âm ly này thì hai tăng phô và hai cái tủ khá là lớn. Đấy. Các bạn nhìn thấy nè, cái bao bên này, hai cái bao công suất, cái bao công suất bên này và bao công suất bên kia, nó còn mới toanh và có một cái tăng phô kích nguồn đấy. Con này mà chưa có dấu hiệu gì cả nha, rất là còn mới luôn. Vâng, và bây giờ các bạn xem luôn phía bên này nè, các bao mạch, cái bao này, cái bao bao tín hiệu đồ ngoài vào nè, còn cái bao bao của công suất đây, và cái bao rề thì ở trong cái hộp này nha. Đây các bạn nhìn thấy xem nó khá là đẹp, mình rọi rất kỹ để cho cái này chúng ta cùng xem nè. Đấy. Và con này thì nó chạy điện 100 thôi nha, chạy điện 100 và công suất của nó cũng khá là lớn. Đây các bạn. Công suất của nó là 275 W. Đấy, âm ly rất là mới luôn. Nếu như mình chạy cả kể cả cặp loa như mình đang xài đấy, BMW đấy, thì mình xài có thể pin quay. Pin quay thì hai cái trên là mình xài cho bass và hai dưới là mình xài cho cái tầng tầng cái giải cao đấy, pin quay đấy. Con này rất là đẹp. Rồi giá con này mình hiện tại mình đang cho ra nó ra đi là 18.500.000 đồng, mấy năm trước là nó 20 triệu đấy. Và hôm nay mình ghép với một đôi loa này. Đôi loa các bạn nhìn thấy đôi loa BMW model là B6, đôi này toàn thân nó là gỗ lạng luôn đấy. À, toàn thân nó là gỗ lạng luôn. Bây giờ mình còn để cây căng, lấy cây căng ra các bạn xem. Đôi này thì mình đã có làm một cái clip giới thiệu rồi ha. Là đôi loa này loa hai quay, một ba quay chứ quay, xin lỗi các bạn, một mid, một chép. Thường thường loa B và W này nó hay làm cái chép nổi phía trên này. Cái màng của cái mid mid này là mid bass luôn đấy, màng này là màng cây le. Nó hay là còn gọi là màng sợi thủy tinh ấy, có lỗ hơi, hai lỗ hơi. Thường thường những cái loa hai lỗ hơi rất hay. Này, dưới là cái bách viền cao su nha. Cái viền khá là mịn mướt này, viền khá là mịn các bạn nha. Đấy, cái loa toàn thân của nó là gỗ lạng. Cái loa này có số seri cũng như liền kề luôn đấy. Và về kích thước thì đôi loa này chiều rộng 20, chiều sâu 30 và chiều cao của nó là 106 cm. Các bạn nhìn xem cái đôi loa này nè, đây pin quay. Nếu như mình nói khi nãy với cái giới thiệu cái âm ly ấy, thì cái đôi loa này mình khi mình chơi pin quay thì mình lấy hai cái cầu này ra, hai cầu ra, phía trên đây là chép này, phía dưới là bắt đấy. Cái đôi này có số là 498 nè, 498 nè nha. Rồi cái đôi bên kia các bạn xem chiếc loa bên này. Loa phía này là có số là 497 nè. Đấy, 005 497. Đôi loa khá là đẹp, chỉnh chu, không không hề cài xước gì luôn á, rất đẹp nè. Các bạn xem chiếc loa bên này cho kỹ càng luôn. Đấy. Cái gỗ
gỗ cái màu khá là đẹp ha. Đấy các bạn. Vâng, thế thì các bạn chúng ta đã xem hai cái loa. À, bên này mình lấy luôn cái căn này, bên này mình chưa lấy nè. Cái căn của nó cũng khá là lành lặn luôn. Cái căn này các bạn chơi có thể vệ sinh được vì nó là bằng nhựa mà. Đây, mình dùng mình vệ sinh được rất ok hả? Vệ sinh bằng bằng nước được. Rồi, cặp loa này thì chơi với âm ly này rất là hợp luôn. Và bây giờ xin mời các bạn cùng nghe một ca khúc qua chiếc âm ly này nha. Mình nghe một đoạn để test sơ qua cho các bạn nghe. Chứ còn thực ra mà nói mình nghe 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 chắc âm mà qua cái điện thoại hay tivi hay laptop thì nó cũng đôi loa cả 100 triệu với đôi loa 20 triệu nó như nhau. Mình có thể nói như vậy nhưng mà test để tượng trưng vậy thôi để biết là có chức năng hoạt động nó hoàn hảo thôi nha. Vâng, xin mời các bạn cùng nghe này. Vâng, bây giờ xin mời các bạn cùng nghe một ca khúc qua chiếc âm ly 2000 bốn la mã đời nông. Xin mời. Lòng mình thầm nhớ xi si pha đau thương tôi.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những clip lần sau.